Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, bão số 1 giật cấp 15 tăng tốc 20 km/h hướng về vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Nhưng khi vào khu vực này, vào sáng mai, bão giảm với cường độ sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Đến 10 giờ hôm nay, 17 tháng 7, vị trí tâm bão số 1, tên quốc tế là Talim, cách bán đảo Lô Châu Trung Quốc khoảng 270 km. Về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 15, vẫn là mức dự báo bão Talim đạt cường độ lớn nhất trong 24 giờ tới. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km. Vị trí tâm bão lúc này trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng và có xu hướng giảm cường độ với sức gió mạnh nhất còn giật cấp 10. Đến 10 giờ ngày 19 tháng 7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục suy yếu dần thành vùng áp thấp. Vị trí tâm bão lúc này trên đất liền, khu vực phía Tây Bắc Bộ với sức gió giảm dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15. Biển động dữ dội, sóng biển cao 6 đến 8 mét. Dự báo, bão đi vào bán đảo Lô Châu của Trung Quốc trong tối và đêm nay, sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ. Từ khoảng chiều nay, Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Từ sáng 18 tháng 7, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần, cao 2-4m, phía Bắc 3-5m. Khu vực biển các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, sóng biển cao từ 2-4m. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có nước dâng do bão từ 0,5-0,7m. Mực nước tổng cộng cao từ 2,3 đến 2,9 mét. Nguy cơ cao ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của thủy triều và sóng lớn vào chiều ngày 18 tháng 7. Cũng theo cơ quan khí tượng, trên đất liền từ gần sáng 18 tháng 7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh từ 6 đến 7, giật cấp 9. Từ đêm 17 đến 20 tháng 7, Bắc Bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày mưa dông và nắng nóng kéo dài 10 ngày qua kết hợp mưa trong những ngày tới khiến nguy cơ lũ quét sạt lở đất cũng tăng cao từ 18 tháng 7 ở Bắc Bộ. Trong đó, nguy cơ cao tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng xuất hiện dông lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão cả trước và trong khi bão đổ bộ. Tối ngày 16 tháng 7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin về cơn bão số 1, bão Talim, với sức ảnh hưởng rất mạnh, gây mưa rất to và gió lớn đến đất liền khu vực miền Bắc. Cụ thể, hồi 19 giờ ngày 16 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 114,6 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lô Châu Trung Quốc khoảng 470 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Như vậy, chỉ trong hơn một ngày, bão số 1 đã tăng gần 3 cấp trong 24 giờ tới. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và tiếp tục mạnh lên. Đến 19 giờ ngày 17 tháng 7, tâm bão trên vùng biển Đông. Tâm bão trên vùng biển phía Tây bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 330 km, Hải Phòng khoảng 390 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15. Đây là thời điểm bão Talim đạt sức mạnh lớn nhất. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km và suy yếu dần. Đến 19 giờ ngày 18 tháng 7, tâm bão trên đất liền khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 và 24 giờ sau đó, bão ở trên khu vực phía Tây Bắc Bộ
lúc này suy yếu với sức gió dưới cấp 6, mưa rất to và gió lớn trên đất liền. Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội, sóng biển cao từ 5-7m. Từ chiều và tối ngày 17 tháng 7, vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 15. Từ sáng ngày 18 tháng 7, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần, cao 3-5m. Khu vực biển và các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định có sóng biển cao 2-4m. Trên đất liền, từ gần sáng 18 tháng 7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh, Nam Định gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình có nước dâng do bão từ 0,5 đến 0,8m. Nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp tại ven biển, cửa sông sạt lở bờ biển trong trường hợp bão đổ bộ vào thời điểm chiều cường, chiều tối ngày 18 tháng 7. Đặc biệt, từ đêm 17 đến 20 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày mưa dông và nắng nóng liên tiếp vừa qua kết hợp. Mưa trong những ngày tới khiến cho nguy cơ lũ quét sạt lở đất cũng tăng cao từ 18 tháng 7 ở khu vực Bắc Bộ. Trong đó nguy cơ cao tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão cả trước và trong khi bão đổ bộ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên và các bộ ngành liên quan về việc tập trung ứng phó với bão số 1 năm 2023. Công điện nêu rõ, bão số 1 có tên quốc tế là Talim đang hoạt động ở phía Tây Bắc, khu vực Bắc Biển Đông với sức mạnh cấp 10, giật cấp 13. Theo dự báo, bão số 1 tiếp tục mạnh lên cấp 12, 13, giật cấp 15 từ chiều ngày mai 17 tháng 7. Bão có thể gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến vùng ven bờ. Hoàn lưu bão khả năng gây mưa lớn kéo dài, nhất là khu vực phía Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại miền núi, ngập úng cục bộ tại các đô thị và vùng thấp trũng ven sông, suối. Những ngày qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chủ động chỉ đạo triển khai các công tác ứng phó với bão số 1 theo cấp độ rủi ro thiên tai nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Đây là cơn bão đầu tiên trong năm nay, dự báo có ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta với cường độ mạnh sau đợt nắng nóng kéo dài. Để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ, bảo vệ an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố không được chủ quan lơ là, chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ tình trạng thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão, mưa lũ tại địa phương chủ động thông tin kịp thời hướng dẫn người dân ứng phó với bão, lũ, tập trung chỉ đạo, đảm bảo an toàn cho các hoạt động trên biển, đảo, rà soát, tìm kiếm tàu thuyền, chủ động hướng dẫn phương tiện. Tàu thuyền bao gồm tàu cá, tàu vận tải du lịch còn đang hoạt động trên biển không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn, có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu, rà soát có biện pháp đảm bảo an toàn đối với hoạt động du lịch, nuôi trồng đánh bắt thủy sản trên biển ven bờ, kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, chủ động cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, đảm bảo an toàn khu vực ven biển và trên đất liền, chủ động triển khai sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu cửa sông ven biển, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, nhất là vị trí xung yếu hoặc đang thi công trên các tuyến đê biển, đê cửa sông, sẵn sàng tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt, chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy,
kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân đi ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn nhất để đảm bảo an toàn tại khu vực miền núi, chủ động di dời sơ tán dân tại khu vực ngập sâu, chia cắt, nguy cơ lũ quét sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Chỉ đạo rà soát kiểm tra đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại về người khi có mưa lớn. Kiểm tra rà soát chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ chứa thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành, điều tiết và xử lý tình huống. Kiểm soát hướng dẫn phân luồng giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên những trục giao thông chính, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục những hậu quả bão lũ. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.